Xin chào mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, hôm nay mình chuẩn bị rất là nhiều trà sữa nướng của Trung Quốc, các bạn nhìn chưa? Wow. Đấy thì các bạn ơi, hôm nay mình tiếp tục sơ đi thử thách người cuối cùng ngừng uống trà sữa nướng các bạn nhá. Đấy, hình thức chơi ngày nay chúng ta sẽ bốc thăm số lượng nào thì chúng ta sẽ uống từng đó cốc theo số lượng đấy, hiểu chưa? Ví dụ bốc vào 4 cốc thì uống 4 cốc thế thôi, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đương nhiên là có thưởng rồi các bạn ạ. Mình phần thưởng mình trao người thắng cuộc sẽ là 5 triệu đồng các bạn nhá. Đấy, còn hình phạt thì các bạn ơi, hôm nay các bạn ạ, lâu lắm rồi không chạy vùng quanh làng một vòng các bạn ạ. Muốn dạng như chạy ấm đấy các bạn ạ. Hôm nay người đã thua cuộc mình sẽ cho người chơi chúng ta chạy vùng quanh làng một vòng nhá, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy, hôm nay anh Hoàng với Nguyên tự tin uống được mấy cốc? Mình chắc được độ tầm 30 cốc các bạn. Ôi, tầm 25 cốc thôi là nó hết đống này rồi. Thì người chơi ta đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Let's go. Người chơi ta đã sẵn sàng chưa? Ai bốc trước đây? Rồi em bốc trước đi anh ơi. Đi. Ui, số 5 rồi. 55 quả. Wow, số 1 các bạn ơi. 1 cốc. Ôi, số 4 các bạn ơi. 4 cốc. Các bạn ơi, mình 2 cốc các bạn nhá. Yeah, mình nhiều nhất. Số 5 các bạn. Rồi, bách 5 cốc các bạn nhá. Được chưa? Được chưa? 5 cốc các bạn ạ. Anh Hoàng 1 cốc, rất là đẹp. Mình may quá các bạn ạ. Nguyên 2 cốc các bạn nhá. 2 cốc chưa các bạn nhá. Ê, biết luôn các. Chả khác gì bách khí các bạn. Viện 5, 4 cốc. Không kém gì mình các bạn nhá. Mình mời các bạn nhá. Mình chào các bạn nhá. Lên rồi. Lắc uống còn nó ngon. Lắc lên, lắc lên uống ngon. Lắc lên uống cho ngon. Đấy, trà sữa này là trà sữa Trung Quốc nội địa các bạn nhá. Ai ơi. Anh em mình uống nhá các bạn nhá. Quy luật. Rồi. Mình phải bóc cái trên ra uống ngon lắm các bạn ạ. Thơm các bạn ạ. Uống như nào? Thơm nhỉ? Thơm lắm. Thơm trong, bên trong có cả chân châu ấy thẳng. Đây là bánh. Thơm mùi trà sữa nướng các bạn ạ. Ừ. Rồi. Và thơm nó béo béo nữa các bạn. Đấy. Nó bị sữa sữa béo thật. Mình phải bóc cái này ra các bạn. Dài thế. Mình bóc ra mình ưu cho nó nhanh các bạn nhá. Các bạn ơi. Mình có 2 cốc nhanh mình rồi. Đơn giản các bạn ạ. Mình có 1 cốc còn đơn giản nữa các bạn. Đấy. Yeah. Ngon chưa? Ngon các bạn. Đấy các bạn ơi. Mùa đông phải uống trà sữa ấy. Nó mới ngon, nó mới mát các bạn nhỉ. Đấy. Mát cái gì anh? Muốn uống trà sữa lại lắm. Các bạn ơi. Mình uống đây các bạn. Mấy bạn kênh nhiều. Nhưng mình nhìn mình cũng sợ rồi. Cái này uống béo thật. Sữa hay trà sữa uống béo các bạn. Cố lên. Đấy. Ngọt các bạn nhỉ. Các bạn ơi, uống trà sữa này không biết hôm nay Nguyên uống được 20 cốc các bạn nhá. Em tâm đấy anh. Thấy Nguyên bảo là 25 cốc các bạn. Cố lên. Ngon rồi các bạn. Đấy các bạn ơi, anh Hoàng có 1 cốc thôi các bạn nhá. Uống được cốc ra thấy vơi vơi rồi. Anh thẩm đi chăm ngon không? Thẩm ấy vẫn đang thẩm rất chưa ngon các bạn ạ. Bách hết lửa cốc rồi các bạn nhỉ? Đúng rồi, trà sữa nướng Trung Quốc uống mùi nướng rất khỏe các bạn nhá. Rồi. Đấy, Nguyên chưa hết lửa cốc các bạn ơi. Đấy, uống nào. Uống này nó thơm mùi sữa có cả Milo nữa các bạn. Rồi. Nó chắc giống các bạn. Đúng rồi này. Hút vào thạch và tắt ống các bạn. Nhưng mà không sao các bạn nhá. Rồi. Các bạn uống cái này béo thật, mình cảm thấy nó béo lắm các bạn nhá. Cả sữa béo rồi. Chưa người thấy béo, béo nhỉ. Cảm giác nhiều sữa nhỉ. Nó giống trà sữa Milo không? Có nhỉ. Có giống Milo. Có vị Milo. À thế à. Thế nó béo béo các bạn. Mấy chưa uống bao giờ mình không biết các bạn nhá. Nó. Đấy, Nguyễn đã hết 1 cốc rồi các bạn nhỉ. Bạch cốc. Ê, Nguyễn đã hết cốc rồi các bạn nhỉ chưa. Vừa có sắp 1 cốc nha bạn. Vừa sắp hết 1 cốc rồi à. Mình qua bên 1 cốc rồi các bạn. Rồi. Cố lên. Mình đấy. Chưa hết được. Anh hết 1 cốc rồi các bạn nhỉ. Mình có ít, mình cứ bình tĩnh mà uống các bạn. Không gì phải vội. Mình thấy loại đen thì ngon hơn đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, giờ mình chiên non chưa các bạn. Cái đen này nó được hơn các bạn. Chốt nha. Chọc bên này các bạn. Hết các bạn nhá. Rồi, bay thêm 1 cốc. Ngon thật đấy. Rồi đây, đấy, Nguyên hết 1 cốc rồi. Ui. Rồi. Cố lên. Bắt cái cốc dưới đất được.
Rồi. Bạch uống ghê gớm phết các bạn. Bạch uống ghê phết các bạn nhỉ. Cao mình cốc thứ hai nhá. Rồi, Bạch cốc thứ hai. Đúng rồi các bạn, các loại quả bọc màu đen nó thơm với cái quả bọc màu vàng các bạn. Rồi. Đen thơm hơn à? Đen thơm hơn anh. Cố lên, Bạch hết chưa? Tôi muốn lấy bằng này rồi anh ạ. Đúng nhau. Rồi. Đấy. Anh Hoàng vẫn chưa hết các bạn ạ. Mình gần hết rồi. Cứ bình tĩnh các bạn, không điều vội. Diễn cố lên. Các bạn ơi, mình phải khoáng lên cho đời những quên mình không sốt. Thạch ở dưới ăn mới ngon. Rồi. Ui. Hai cốc uống hết cũng phải cho giả đâu các bạn. Rồi, bắt chút lên. Còn đâu. Chốt đi. Em nhịn đói từ sáng qua bây giờ ấy. Kỳ nhịn đói từ sáng qua tầm này vẫn chưa ngất. Hai cốc là sắp rồi. Rồi, bắt hết một cốc thứ hai rồi à. Wow, ok. Các bạn ơi, mình còn hơn một nửa cốc nữa là mình rồi. Rồi. Đấy. Bách cốc thứ ba các bạn ấy khỏe chưa? Ý, đẳng cấp luôn. Wow. Cố lên. Rồi, nhịn hết cốc thứ hai. Vứt xuống dưới các bạn. Rồi, thế. Cố lên. Khéo bắn nhá. Người ta thấy một tay đặt lên đây này, nó có lực. Mẹ. Đấy, ừ. Rồi. Đâm. Không đấy. Mà, các bạn yếu rồi các bạn. Yếu đuối các bạn nhở. Không các bạn, cái này nãy mình chọc băng quá. Các bạn ơi, mình hút nhẹ chẳng vài hơi nữa là mình hết rồi các bạn. Mình chốt hết nhá các bạn nhá. Rồi. Đấy, hết rồi, mình hết rồi các bạn. Mình chắc hết rồi các bạn ạ. Vì nhựa đang ấm. Ui, lạnh thế. Uống trà sữa giống lạnh các bạn. Đúng rồi, uống trà sữa lạnh các bạn nhá. Hôm nay thời tiết lạnh thế. Thời tiết miền Bắc này ạ. Ai mà không có người yêu thì đúng là tụi yêu thì ví dụ như mình này các bạn. Rồi. Đấy, bắt sắp hết cốc thứ 3 các bạn nhìn này. Vừa mình gần hết rồi các bạn nhé. Chốt chưa? Ừ. Em chuẩn bị chốt đây ạ. Rồi. Chốt đi. Wow. Các bạn nhỉ? Các bạn ơi, mình còn một tí trong mình uống nốt đây các bạn. Bách khỉ là khỏe hơn mình các bạn ạ. Rồi. Bách cố lên. Thế nhỉ? Đấy. Nguyệt nghiêng ghê thật các bạn. Đấy, nghiêng lại hết đâu. Rồi nghiêng cho anh nghiêng nhớ. Rồi, bách hết chưa? Em hết rồi anh ơi. Bách hết cốc thứ 3 rồi các bạn. Rồi, hết rồi. Rồi, Nguyệt hết rồi các bạn ạ. Bách phục thật mặt các bạn ạ. Bách phục lắm rồi. Bách uống nghe. Ăn uống mình mặc mớ, mặc quần áo trắng là về xác định gì vất đi rồi các bạn. Đấy các bạn ơi, uống làm cốc trà sữa liên tiếp nó không hề đơn giản các bạn nhá. Không hề đơn giản tí nào. Đấy không phải vỏ màu vàng uống, không có vỏ màu đen. Đúng. Thế màu vàng vị như nào? Màu đen là vị nó là kiểu là... Đậm hơn à? Đậm hơn. Mình chưa được uống màu đen. Mình thấy màu đen nó vỏ trông là cái lúc nó đậm hơn vậy. Rồi viện chốt này các bạn này. Ui, ghê chưa? Bách chốt chưa? Em vừa cốc mới, anh bảo em chốt, em muốn. Rồi. Viện cốc tiếp theo các bạn nhá. Bách rồi đấy. Bách chốt là nào ạ? Các bạn ơi, 5 cốc không phải dân dạng các bạn nhá. Nó chắc là cũng lưng lửng rồi đấy. Mỗi cốc này gần nửa lít các bạn ạ. Rồi. Chốt đi. 400ml. Các bạn ơi, mỗi cốc này 400ml các bạn ạ. Rồi, chưa được nửa lít. Đấy, cố lên. Chắc một hơi nữa là hết rồi các bạn ạ. 5 cốc này phải rơi gần 2 lít. Tôi phải làm nghèo ơi. Còn nửa cốc nữa các bạn. Nên là mình uống kém hơn bách khỉ các bạn. Rồi. Cố lên. Đấy. Ba ngon. Ngon đấy. Hỏi không các bạn. Rồi, bác chịu thua chưa? Em chưa. Rồi. Cố lên hai nào. Cố lên. Một tí mà. Viết cho đi. Cho đi. Rồi, viết hết rồi. Mạnh. Chốt đi. Để cho mình chốt các bạn nhá. Rồi. Lạnh thế các bạn.
Ok. Này chỉ là chết thời tiết giết chết người cô đơn các bạn. Yeah, yeah. Chưa? Yeah. Rồi người chúng ta sẵn sàng chưa? Yeah. Đấy, ai bốc trước đây? Em đang quay người em cũng bốc không? Trong kia lắm. Bốc. Số 1 các bạn ơi. 3 cốc các bạn. 3 cốc. 2 cốc thôi. Các bạn ơi, mình 4 cốc các bạn. Wow. Nguyên 4 cốc. Các bạn ơi, anh Hoàng 3 cốc nha. À, mình đen hơn rồi các bạn. Nguyên 4 cốc. Mình 4 cốc. Đấy, Nguyễn là một cốc nha. Nguyễn lại mày. Bách là này mày, Bách mấy cốc kìa. Em hai cốc anh ơi. Ok em. Em xin. Lắc. Mình uống nhá. Đấy. Lắc nha các bạn ơi. Lắc kiểu vòi vào. Không, không đâu, vẫn ngon. Không mà anh. Em có không mà. Đang khẩm với các bạn ạ. Cố lên. Các bạn ơi. Lắc chị em. Cúi ơi. Các bạn. Uống trà sữa này nhanh lo lắm các bạn nhá. Mình mời các bạn nhá. Ok. Mình mời các bạn nhá. Mình mời các bạn nhá. Mình mời tất cả các bạn nhá. Uống trà sữa này nhá. Đấy. Mình này tận 4 cốc các bạn. Rồi. Đấy các bạn ơi. Anh Hoàng này 3 cốc các bạn nhá. Nhiều phết các bạn nhá. Anh Hoàng mình làm phát hết nửa này luôn các bạn. Anh Hoàng vòng giúp mấy cốc nhỉ. Rồi. Bách này 2 cốc các bạn ạ. Cố lên. Đấy. Người sao đấy? Lo chưa? Em chưa no nhưng mà nhìn nó sợ. Sợ nãy mình muốn cốc mình vội ăn vội uống vội uống vàng các bạn. Giờ một cốc mình cứ từ từ mà thưởng thức thôi. Ê, rồi. À, các bạn kéo khả năng mình mà uống nó nhanh còn mút này lâu lắm các bạn. Rồi. Cố lên. Đang cùng các bạn khổ thật. Mình khả năng cũng uống các bạn. Hút lâu nó ra. Rồi. Cố lên. Đấy các bạn ơi. Mà, uống nhiều là ợ mà các bạn. Cứ một hơi là có lúc là ợ. Một lần cà phê cho mình một hớp là hết rồi không? Một cốc. Các bạn. Yeah. Mình cũng học anh Hoàng uống như anh các bạn nhá. Rồi. Hút làm cái gì? Toàn mỗi lần uống ạ. Đúng rồi. Rồi, uống hết rồi, một cốc các bạn nhá. Đắp nữa. Đấy, uống ra nào rồi. No rồi anh ạ. Mình bình thường thôi các bạn nhá. Mình mới là cốc sang cốc thứ 3. Tại vì là vòng đầu mình cũng có một cốc các bạn. Mình cốc cả cốc thứ 5. Rồi. Nguyên là tổng mấy cốc kìa? 4 cốc là 6 cốc. Ui. Kinh. Các bạn. Cố lên. Một tí em ạ. Đấy, viết là này may các bạn ạ. Là mấy cốc kìa? Em tổng cốc là em vào 5 cốc anh ạ. Rồi. Đấy. Đấy, đây mình uống nhá. Cố lên. Ấy vỏ nó dai các bạn. Vỏ dai thật. Mình chốt luôn các bạn nhá. Rồi, bạn chốt đi. Rồi. Ôi. Nó ra mấy cốc rồi. Chốt các bạn. Rồi, viện chốt các bạn nhá. Rồi, viện hết. Nó thế. Bách. Cốc thứ mấy đây? Thứ 2. Cố lên. Ui rồi. Ờ đúng là lợi thế à, bục to lên các bạn nha. Ngon đấy. Đến. Nó có thạch ăn nó ngon nhỉ. Da dai các bạn ạ. Mới tôi là trà sữa nhưng mà trà sữa kiểu trà được kiểu các gì bạn ấy, không có chân chơi. Anh Hoàng xoa bộ người các bạn ạ. Cả giác à. Các bạn ơi. Vậy thế bình thường mà nói chung là cũng có một chút người lưng lửng qua bụng các bạn nhé. Rồi. Chứ làm gì đến nỗi lo á. Mình ba chỉ cốc mà. À, thế à. Nguyên là lo chưa? No anh ạ. Anh Hoàng các bạn ơi. Các bạn ơi. Anh lo chưa? Chưa. Rồi. Đấy các bạn ơi. Này lâu lắm. Lần này uống trà sữa này có mà sợ đến già các bạn nhỉ? Các bạn nói thế thôi nhưng mà chắc giờ độ tầm
một tháng sau là dám uống ấy các bạn. Rồi tối uống. Cố lên. Anh Hoàng bảo là uống được 30 cốc nhỉ. Tí nữa em bảo mà bốc vào 5 cốc thì anh uống hộ em uống hộ anh. Không, không có hộ ở đây, không có hộ hành gì hết. Thế anh hi vậy. Em được tiền con thấy trả hết đưa cho anh bảo tiêu hộ em gì. Đúng rồi. Đấy, người bóc rộng ra để uống cho nó đã hơn các bạn nhá. Mình cảm giác mình ăn 5 lọc về mình cũng no lắm rồi. Mình nãy mình nhìn là mình nghĩ là mình uống được tầm 10. Cao mày kìa, bốc được nhiều. Mình không thể hút được các bạn. Mình uống nhá. Rồi. Tập cộng 3 nhá. 3 uống 100% nhá. Trời ơi. 100% rồi. 100%. Cố lên. Anh Hoàng ra đây đang ở 100%. Mình đang buồn buồn xì bạn. đang uống bát xì bát còn ra mũi. Cố lên. Nó no thật các bạn. Ăn uống bát xì bát cũng là vật quá. Vật cây nước nó một ra ngoài. Mình làm hơi to quá bạn. Cố lên. Đấy. Cát. Hết. Mày hết à? Rồi, anh Hoàng hết rồi các bạn nhá. À. Thôi. Wow. Rồi, hết. Nói gì đi nào? Nói gì? 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 Chưa? Gì? Nói gì? Chưa? Gì? Nói gì? Nói gì? Nói gì? Nói gì? Ui ôi, số 3 rồi. Số 1 rồi. Các bạn ơi, mình một cốc rồi các bạn. Má cốc các bạn ơi. Số 5 các bạn. Số 6. Số 2 các bạn. Số 2 như số 6 các bạn nhỉ. Rồi các bạn ơi. Viện 3 cốc gà. Wow. Nguyên 1 cốc. Wow. Rồi, bách 2 cốc các bạn nhá. Chăm chi. Các bạn ơi, mình chồng nhá, các bạn ơi, ván này mình có đông một cốc. Ừ, biết rồi. Biết rồi. Ừ. Rồi, mời các bạn nhá. Rồi. Sốc bạn, sốc. Đấy, xem rồi này, anh Hoàng có vượt qua 5 cốc các bạn nhá. Được ra là mình phải vượt 3 cốc các bạn nhá. Anh Hoàng, em vượt được, anh Hoàng này không vượt được nữa, anh Hoàng nhỉ. Sao chồng không thủng nhầm. Cố lên. Bắn cả vào một. Một hơi đã hết tầm bằng này rồi các bạn. Các bạn ơi, một cốc nhìn nó nhẹ đi hẳn các bạn. À, tất nhiên một cốc nhẹ các bạn nhỉ. Rồi, cố lên. Sao mà nhìn thấy 5 cốc trước mặt trắng mình cũng choáng luôn. Tuyệt rồi. Wow, uống mạnh thế. À. Cố lên. Bác sao đấy? Bác chịu thua chưa? Em chưa. Rồi, nếu không uống thì chịu thua nha. Ui anh Hoàng. Anh Hoàng sắp hết một cốc rồi các bạn ạ. Cố lên. Anh Hoàng uống nhanh thật. Đấy. Cố lên. Đấy các bạn ơi. Thế sao đấy? Vẫn uống được nhưng mà hơi no. Vẫn uống được nhưng mà hơi no. Rồi. Hôm nay lạnh uống nó không vào lắm các bạn. Ui. Bành. Cố lên. Cố cho mày nhá. Rồi em làm hết rồi các bạn nhá. Ua. Sao cố lại xeo quá nhá. Các bạn ơi. Đấy uống trà sữa nó mát rồi. Tổng lên mùa đông này nó lạnh các bạn ạ. Các bạn ơi. Ui. Cốc rồi nhá các bạn nhá. Rồi. Người hết lửa cốc thôi. Rất là ít các bạn nhờ. Đấy. Viễn sau hết một câu rồi. Thế nào đi về đi. Hôm nay anh em bận nhá. Mai đến. Bạch
Mày chào đây. Mày đồ luôn rồi. Đồ rồi, đồ. Rồi, đang thẩm các bạn ạ. Cố lên. Ngon quá các bạn. Một cốc. Rồi, viết hết một cốc. Cố lên. Đấy, viết ra đây cốc thứ mấy đây nhỉ? Cốc thứ 2 anh ơi. Rồi. Cồn các bạn ạ. Cồn à? Lấy kéo cắt cho xác. Mình lấy kéo cắt cái đầu đi nó sắc nghe các bạn ơi. Đúng rồi, nó sắc từ đâm nhiều tù hả? Đâm nhiều con nó tù. Cái nó khoan đâm luôn này. Cái này mà đâm dứt khoan thì sẽ không bao bị tù kiểu cái mày này nó sẽ bị không phải đâm nhiều cốc nó thành tù rồi các bạn. Thấy không? Em biết ý, cái này em gốc như mày không? Có biết tù rồi không? Bạch giỏi quá nhờ. Rồi, cố lên. Rồi anh ơi nhìn nhá, thể hiện cái răng đâm đúng một lần duy nhất nhá. Rồi. Tu lên xem có tu không? Đây. Rồi. Cố lên. Các bạn, cái trà sữa này mà mỗi tối là ngồi trước cửa máy tính thì uống một cốc là ngon luôn, nhưng mà giờ làm mỗi anh em một chục cốc này no luôn. Ừ, rồi. To bụng luôn. Những cái chấm. Ôi nó hết cốc là mấy cốc nhỉ? Ủa hết 5 cốc này là mình tổng 9 cốc cơ ạ. Bằng với ăn mất chỉ mấy anh nhỉ? Mình uống bằng này hết là tổng là 8 cốc. Ê 8 cốc. Mình mới tổng là 7 cốc thôi. Thế nhá, bây giờ. Rồi anh hãy cốc thứ 2. Nhớ đây đi. Người thở không kịp các bạn nhỉ? No à. No à. Chú cốc thứ 2. Rồi, hết cốc thứ 2 các bạn nha. Cố lên. Rồi, đau quá. Các bạn ơi, mình vừa thi đây, mình vừa một đái các bạn. Đấy, biết chưa? Biết con một cốc anh Hoàng tận hai cốc kiểu gì anh Hoàng và này trả ra nhờ. Chưa chắc đã ra đâu. Rồi mình đã đẳng cấp rồi các bạn. Anh Hoàng giờ anh chuyển sang uống rồi, anh không hút nữa rồi. Hút từ lâu lắm các bạn. Hút ra mít. Alo. Hút cắt ống vậy. Alo. Ok ok. Wow. Các bạn ơi. No thịt các bạn ạ. Trời mưa bắn chá. Anh Hạ bị Bách bị hóc trà sữa. Rồi, say lên. Bách giờ say sữa. No. No đúng không? Giờ cái cây về đập vào cái bụng mình á, vang cái con trống các bạn. Rồi. Mình còn một ít nữa các bạn. Sợ thôi đấy. Đi hàng nó còn 2 cốc các bạn nha. Cố lên. Vứt y ra. Biết tổng mấy cốc rồi nhỉ? Em tổng 8 cốc anh ạ. Uê. Cái khả năng này ra rồi. Các bạn ơi, mình may mắn các bạn. Mình cốc mình uống hết từ đây đến giờ. Giờ còn mỗi anh Hoàng mình viễn thôi. Các bạn uống liền một lúc 5 cốc nó sẽ khác là uống giải rác vợ. Trời ơi. Ngon nhỉ. Một hơi cuối cùng. Hết cốc. Hết. Hết các bạn nha. Biết hết chưa? Còn một tí anh ạ. Rồi. Phải lấy sức các bạn, từ từ thôi. Ok. Một sửa. Đẳng cấp nhỉ? Quá đẳng cấp. Anh Hoàng cốc cuối cùng. Sắp hết rồi. Nói rồi các bạn. Bóc ra uống nó cảm giác nó nhanh hơn các bạn. Uống nó đã hơn phải không? Hút nó hơi lâu. Hút hút lâu lắm. Đặc ấm nữa. Mình lâu toàn lắm. Mình mà bóc phải nhiều mình toàn bóc thôi. Tại vì bóc uống nó hết không các bạn ơi. Nhanh. Rồi hiện hết rồi. Giờ còn mình anh Hoàng các bạn nhá. Lo à. Anh Hoàng tôi cần làm hỗ trợ. Anh ủng hộ nhá. Có nhắm hỗ trợ. Có ủng hộ gì? Có nhắm hỗ trợ không? Ủng hộ gì? Nhưng mà em hỏi anh có cần. Nếu anh ủng hộ thì mình cũng có. Có nào. Có nhá. Chia sẻ em ít các bạn ạ. Okay. Một ít các bạn ạ. Okay. Anh chăm là phải như thế các bạn nhỉ. Rồi. Chăm chăm nhá. Chăm một chăm đi. hơi gắt các bạn nhỉ. Lo à phết đấy. Đừng có đùa. Yeah.
Bắt tay đi, gì nữa? Có ai nhận thua chưa? Rồi, sẵn sàng chưa? Ai có sẵn chưa đây? Em! Cho em đi! Nhận hông mồm tố à gì à? Mồm to làm không? Đấy, giờ mỗi người chơi ta là cũng lo đấy nhỉ? Wow, lại 5 cốc mà! Anh nào đi ạ? Hai cốc các bạn ơi! Hai cốc! Mình 4 cốc không à? 3 cốc các bạn ơi! Rồi, ok! Rồi! Wow. Viện 2 hộp! Viện may mắn ra đây nhờ? Nguyên 4 hộp! Wow! Quá trọng tài quá! Quá trọng tài! Mình thì tận 5 luôn rồi mà! 5 hộp! Đèn thế! Rồi! Có bánh 3 hộp các bạn nha! Mình bơm nha các bạn nha! Mình nắc rồi các bạn! Toàn chăn! Mình phải trả thù! Bây giờ lại chơi cái này! Trả thù! Đúng rồi! Bẩn thật các bạn! Mình không làm gì hết kỳ! Các bạn ơi! Kéo kê mình cũng bóc ra uống cho nhanh như bình thường hút này lâu lắm các bạn! Đấy! Anh Hoàng tổng làm mấy hộp nhờ? Mình hết chỗ này là 14 hộp các bạn! Vì mình cũng phải bóc vào bạn nhé. Mỗi giờ này thế nào rồi? Lò lắm rồi các bạn. Lò lắm, lò lắm rồi. Mình giờ kêu bình minh các bạn. Nhưng mà phải cố gắng các bạn nhá. Ok. Các bạn mình ngồi ngoài thì gió lạnh lắm các bạn. Bách tầm mấy cốc rồi nhờ? Em 12. Rồi. Cố lên. Bình giờ cái trống mà còn nhỏ cái bụng mình các bạn. No rồi các bạn. Cố lên. Anh Hoàng còn còn đây no không? Đây bụng mình nhau giờ phải to gần bằng bụng Nguyên rồi các bạn. Cái chồng Nguyên kinh thật. Bình bình nói là ta bạn là mình tầm này vừa lo vừa ngấy các bạn. Mình đang như đang bị say trà sữa các bạn nhá. Chóng mặt thật. Rồi cố lên. Lúc đầu mình uống và thơm thế bây giờ. Đấy người sắp hết rồi. Mày sao đấy? Nó bị đắc ống anh ạ. Rồi bị đắc ống. Nhảy lên. Đấy, người sẽ lấy 1 cốc rồi các bạn nhá. Nước hơi khó rồi các bạn. Người uống tầm này, mình tổng cộng là hết là được 10 cốc. Hết 2 cốc này là 10 cốc. Mình uống hết cốc này nha, nốt cốc nha. Chắc uống thì có khi trà sữa này xong chắc mình từ gần Tết mình không dám uống nữa các bạn. Mình nghĩ các bạn ơi. Mình thì chắc là mình không biết lúc nào mới uống rồi, chắc là tối nay lại uống tiếp rồi. Rồi, người sang hộp thứ 2 rồi các bạn nhá. Cố lên. Đấy. Máy chắp hết rồi các bạn ạ. Rồi, viết hết cốc đầu tiên. Theo cốc thứ 2 luôn nha các bạn. Nguyên lại bóc ra các bạn ạ. Nghe một cốc các bạn nhá. Rồi. Bước ra ngoài này các bạn. Máy phát này có hộ anh một cốc không? Nhìn lắm á. Bia em ba cốc này dặn quay xương đấy. Không, mình uống tiếp cốc thứ 2 nha các bạn nhá. Rồi. Đấy, người tiếp cốc thứ 2 rồi. Mình dặn cốc thứ 2 các bạn nhá. Rồi, bánh cây này đi. Rồi. Nó phim. Diễn sao đấy? Vẫn bình thường. Nhưng mà giờ là anh cũng cảm thấy no lắm, 10 cốc thì ai có ít người uống được như mình các bạn. Nó quá các bạn. Rồi. Mình đang tổ dạng nó đầy lên đến chỗ này các bạn. Wow. Hết cốc thứ 2. Nguyên uống yeah. Bay sao đây? Nhỏ. Nhỏ bị đắc ống các bạn. Rồi. Viết hết vẫn chưa hết các bạn ạ. Đây là cốc 2 đúng không? Cốc thứ 2 nhỉ? Viết uống 10 cốc nhỉ? Em tổng cộng là em uống 10 cốc. Các bạn ơi, mình là cốc thứ 3 nhé các bạn nhá. Rồi. Các người nhanh đi. Chờ mình uống nữa. Cho vui. Viết hết 1 cốc rồi các bạn. Rồi. Các bạn uống 3 rồi. Rồi. Đấy. Hai vòng 5 liên tiếp này chống nào được các bạn. Đấy các bạn ơi. Anh Hoàng cốc thứ 2 các bạn nhá. Anh Hoàng uống cũng khá nhiều nhất ở đây các bạn ạ. Vòng này khả năng là ra rồi. Ui, mình vẫn còn 3 cốc. Mình cũng nhiều các bạn. Anh Hoàng ngọt bốn cốc mình không có cốc. Nhưng mà anh Hoàng giết anh Hoàng là vài 5 cốc. Mình cũng ủng hộ các bạn nhá. Rồi. Cảm giác không? Đẩy nhìn anh Hoàng nó chuẩn bị nôn rồi các bạn.
Đấy, cố lên. Chốt luôn nhá. Các bạn. Viên đây rồi. Mình hai cốc ít nhất ở đây mà các bạn nhỉ. Người sắp hết rồi các bạn ạ. Mình nốt nhá các bạn nhá. Hãy chốt đi. Nhanh lên các bạn nhá. Rồi, về hết chưa? Thời tiết miền Bắc hôm nay lạnh lắm nhưng mà nhưng mà bạn anh Nguyên này vẫn bạn đã áp cộng. Mình ấy rồi các bạn. Ok. Còn cốc cuối rồi. Kéo. Tuyên đấy. Mình hết rồi. Mình cứ tưởng là bạn xong. Bạn chỉ bắn lật bạn. Miếng người anh vào kia các bạn. Bắn lắm các bạn. Ướt hết người trời là rét. Rồi. Cốc cuối cùng của Bách các bạn nha. Cốc cuối cùng của Nguyên. Anh là cố lên. Bách cố lên. Mình đang bị lo đầy đến cổ ạ. Mình không cuối cùng nha các bạn nha. Mình là đến ngực rồi các bạn. Các bạn là mình tối là hai vòng liên tiếp lăm ấy. Uống dồn một lúc nó chưa kịp tiêu hóa các bạn. Đầy. Đấy. Chắc mình ở tầm đấy các bạn ơi, bay chắc người sắp hết cốc thứ năm rồi các bạn, thứ tư rồi. Nhìn mấy anh em ở đây là yếu hẳn rồi. Mình chỉ cần hai âm nữa là hết rồi các bạn. Rồi, cố lên. Đấy. Anh sao đây? Nhanh lên. Rồi. Thôi anh ạ, à, không uống được thì thua đi. Em muốn hết đây anh ạ. À. Tôi ơi, chốt nha. Ai... Ừ. Cái gì đấy? Xin thua. Thua hả? Các bạn, mình xin thua các bạn. Thua hả? Mình lo lắm rồi các bạn nhá. Kịch lắm, bây giờ mình uống được cái chỗ này và hết cái này thôi các bạn. Không thể qua được nữa rồi. Rồi. Các bạn, mình đen là 2 vòng 5 liên tiếp các bạn. Thua các bạn. Chịu thua đi. Chịu thua rồi. Ok. Anh làm đi ra đi. Còn 3 người. Xong rồi nhá. Bách ngồi vào đi. Quá anh thua chưa? Yeah. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ai cũng sẵn chưa đây? Yeah. Chưa bọn nguyên một chứ. Mình nha các bạn ơi. Mình đang vui các bạn. Các bạn ơi, mình một cốc nha các bạn. Hai cốc. Mình hai cốc các bạn ơi. Mình nhận làm chút các bạn. Rồi. Em nhé. Rồi các bạn ơi, vòng này chắc là ai ra các bạn biết rồi đấy. Làm cốc. Của Bách. Hết nhé, một cốc nha. Đến cái vòng này mà 5 cốc thì thôi rồi. Điện 2 cốc. Rồi bắt đầu đi. Lên đi. Cháu. Các bạn ơi, mình no rồi nhưng mình vẫn phải cố gắng các bạn. Các bạn, xong rồi 2 lít các bạn nhá. 2 lít à? Ừ. Cố được. Ngâm tối 20. Nhà 2 lít cũng 4 lít, 5 lít rồi. Uống được hết các bạn. Cố lên. Bạn Nguyên một cốc mỗ ấm quá là nhỉ. Chờ uống ấm cốc kêu. Kêu còn hơn cả vạn các bạn. Biết 2 cốc, mình một cốc còn Bách 5 cốc. Rồi cố lên. Đấy. Ngon đấy các bạn nhỉ. Yeah. Đấy. Bách cố lên. Cố gắng lên. Đấy các bạn ơi, hôm nay các bạn ạ, Bách uống cái tẩu hay 5 cốc này hết bao nhiêu cốc nhỉ? 12 với 5 là 17. Một người uống tận 17 cốc trà sữa các bạn. Đấy chắc không ngồi đâu. Lên các bạn, lên đến cổ mình. Các bạn ơi, mình uống nhá các bạn nhá. Đấy Bách cố lên. Bách cái này liệu có thoát khỏi 5 cốc này không nhỉ? Bây giờ chưa biết rồi anh ạ. Tùy giờ em ăn lạnh em ăn vui gì. Uống nhiều trà sữa quá mua lại nhớ ghét nhớ lạnh các bạn ạ. Rồi. Cố lên. Ôi, một cơn gió thoáng qua mà thế là mình run cầm cập. Mình hơn là có còn nhớ cầm bằng không? Rồi. Giờ gió đông đã về mình nổi hết cả da gà này các bạn ạ. Này các bạn, mình chuẩn bị một cái áo. Không biết chỗ các bạn có lạnh không nhưng mà bây giờ chỗ mình lạnh lắm cơ mà. Các bạn ơi, cơ bản là uống trà sữa đó cũng lạnh nha các bạn nhá. Đấy, cố lên. Rồi Bách bãi hết cốc đi. Wow.
Ngọt à. Ngọt thế. Cố lên. Hai nhưng mà hai cốc mình cố được các bạn. Rồi. Chứ mà mình vào 5 cốc thì mình ra đi luôn rồi. Các bạn ơi, trong mình nuốt hơn mà làm mình hết nhưng các bạn nhá. Rồi. Cố lên. Mày cả đây. Em lo rồi anh ạ. Rồi. Nhưng mà mình uống bằng mình uống nữa rồi nhá. Quên hết. Mình hết rồi. Rồi, viết ra cốc thứ hai. Viết cốc thứ hai không ạ? Em viết tổng mấy cốc rồi nhờ? Em tổng 2 cốc anh ạ. Yeah. Ai cũng chục cốc rồi nhờ. Ai trên chục cốc 13. Cốc là 13 các bạn nhá. Rồi. Nó thật đấy các bạn. 4 đến 5 lít nước vào người, trong người. Mình thích uống đồ hoàng hơn các bạn ạ. Chốt luôn đấy. Ngọt hết các bạn. Từ từ ra bạn. Rồi chốt đi. Xong rồi. Giờ còn chỉ có tách nữa thôi. Hết à, hết và hết. Mai kia thì trao mình cùng lắm trao hết công này được các bạn. Còn tận 3 cốc thì làm sao mà hết được. 8 này. Nhí 2 nước nữa các bạn ạ. Cười thật. Có cố không? Thôi đi, thôi đi. Sao? Các bạn ơi, anh ơi ơi. Sao? Em chịu thua rồi ạ. Rồi rồi lắm rồi. Mà ở đây còn trận nhít 2 nước nữa. Chẳng có ngút nữa đâu anh ạ. Chứ ngươi đi. Có em no lắm rồi. Rồi thế đi ra ngoài đi. Đấy, còn 2 người ai vô chưa? Chưa. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy các bạn ơi, còn 2 người khỏe nhất các bạn ạ. Và may mắn nhất, ai muốn chơi đây? Mình chơi cho các bạn chưa? Ôi mày sống lại cho. Công bằng. Ok. Ây, sống mấy người ta được. Sống 4. Các bạn ơi, mình sống 4. Mình sống 4. Ok, được rồi. Đấy các bạn ơi, nguyên may các bạn nhỉ. Mình uống cốc nha các bạn nhỉ. Rồi, Viễn thì đỏ. Đỏ cái gì ghê. Nhìn 4 cốc, chắc chắn đời. Rồi, đấy hôm nay các bạn nhỉ. Viện nguyên phòng cuối lại may các bạn để 1 cốc, Viện 4 cốc. Các bạn ơi, nếu Viện uống hết 1 cốc này thì cũng đỉnh lắm các bạn nhờ. Cố lên. Ngoan không? Các bạn ơi, mình xéo ra uống cho nhanh nhá các bạn nhờ. Rồi. Đây, mình xéo này ra uống cho nhanh. Cố lên, uống đi. Mở ghê mà. Ngán mà bị. Ui. Dạ đồ lắm các bạn ơi, nhưng mình vẫn cố nuốt một cốc này nhá các bạn nhá. Rồi, cố lên. Ui. Một cốc nguyên có tinh thần đúng không các bạn ạ? Đồ thật các bạn. Đấy. Mình chắc còn nửa cốc ơm. Rồi. Nếu hôm nay các bạn ạ, Viễn đi mà không uống hết chỗ này, Nguyên vẫn phải thi tiếp các bạn ạ. Cố lên. Cố gắng lên em. Anh cho em đắng đấy. Cố lên. Vừa một cốc mình còn cảm thấy khó rồi. Ba cốc nữa thì đấy, Nguyên có một cốc nên là khí thế nó rất là cao các bạn nhá. Em ơi thôi không uống đi thua đi. Cố làm gì 4 cốc nữa cơ mà. Cố lên. Đấy, rồi. Ủa, cố gắng rồi các bạn. Hết. Ui. Hết.
Yếu hết. Mình thắng rồi các bạn ơi. Quyết thắng rồi. Thôi, chịu thua. Chịu thua gì đúng không? Em không muốn. Đấy, thôi chớ là thua rồi các bạn ạ. Rồi, hôm nay là Quyết rất là may mắn và giỏi các bạn nhỉ. Quyết này là người chiến thắng.